từ người mua chó dạo đến bà trùm. Phượng xuất thân từ nghề mua bán chó dạo. Trước đây, cô ta một mình một ngựa rong ruổi các làng mạc quê mua chó về nhập cho các nhà hàng để kiếm lời. Nhiều năm lang thang các hang cùng ngõ hẻm để thu mua chó, Phượng nhận thấy rằng nhu cầu ăn thịt chó của người dân khá lớn, trong khi nguồn cung cấp ít, nếu chỉ đi mua dạo thì số tiền kiếm được chẳng đáng bao nhiêu. Chính vì vậy, cô ta đã đứng ra tổ chức đường dây trộm chó liên huyện tại Thanh Hóa. Phượng là một phụ nữ to béo, có bàn tay hộ pháp. Cô ta từng có chồng và ba đứa con. Với phiên bản tính hung dữ, bất chấp nên hậu phi chồng Phượng không sống được với nhau, Phượng nuôi ba đứa con, sống bằng nghề mua chó dạo. Khi thấy công việc này nặng nhọc, thu nhập thấp, cô ta đã dần chuyển sang trọng thu mua chó của các đối tượng khác. Để biến thành bà trùm, ngoài sự ghê gớm, liều lĩnh, lấy thịt đòi người thì Phượng cũng khá sòng phẳng, chịu chi đối với các đối tượng trộm chó. Ban đầu, sau quá trình tự đi mua chó dạo, cô ta đứng ra thu mua chó của những người mua dạo nhưng mua như vậy không được nhiều bởi các trùm khác đầu tư khá hậu cho các đối tượng trộm chó từ việc sắm đồ nghề đến nuôi ăn ở, thậm chí cho sử dụng ma túy. Hòng chiếm lĩnh thị trường, Phượng đã đầu tư xe máy và các trang bị, dụng cụ dùng cho việc trộm chó để phục vụ cho các đối tượng. Mặc dù là đàn bà, lại không có chồng nhưng Phượng chả kém cỏi gì đàn ông trong việc cầm đầu ổ nhóm thu mua chó từ việc chỉ đạo các đối tượng nghiện đi trộm đến việc che giấu hành vi khỏi tai mắt nhân dân và lực lượng công dụng. Phượng xây nhà khá kiên cố, cách xa khu dân cư để ẩn mình. Đặc biệt, cô ta cho xây hẳn một khu hầm bí mật để giam cầm chó. Đây là âm mưu độc đắc mà các đối tượng khác không nghĩ ra được. Sau khi thu mua chó của các đối tượng trộm, Phượng và người làm thuê là Lê Thị Huệ dùng băng keo dán mồm chó lại rồi giam cầm xuống hầm nên không ai biết. Những con nào khỏe mạnh, béo phệ thì Phượng bán cho các nhà hàng thịt chó, con nào gầy yếu ớt hoặc bị đánh sắp chết thì Phượng làm thịt luôn rồi bán cho các hàng thịt chó ngoài chợ. Với lời đồn chém chó nhát một khiến cả tá ma cô nghiện ngập, côn đồ nhưng không đối tượng nào dám bật lại Phượng. Hàng ngày, sau khi trộm về, chúng được Phượng trả tiền sòng phẳng, thi thoảng chiêu đãi ăn uống nên tất cả các đối tượng làm thuê cho Phượng đều nể ngại cô ta. Nhằm tránh bị phát hiện, Phượng treo đại dương mua bán chó để khiến người dân nghĩ rằng cô ta thu mua chó làng kém cỏi chứ không thể là kẻ cầm đầu đường dây trộm chó. Tiếp cận các nhóm cầm trộm chó. Qua công tác cầm tình hình, cán bộ chiến sĩ, phòng cảnh sát hình sự, công an Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn có khoảng 3-5 ổ trộm chó chuyên nghiệp. Phần lớn đối tượng trong các ổ nhóm này đều không có việc làm, đã có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy. Thủ đoạn hoạt động rất liều lĩnh và vô cùng manh động, chuẩn bị chống trả quyết liệt khi bị phát giác. Hoạt động của các đối tượng này gây rất nhiều gian khổ cho công tác đấu tranh triệt xóa, cầm và xử lý đối tượng trộm chó, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức hợp và là hệ lụy phát sinh các loại tội phạm khác như gây mến tích, giết người. Các đối tượng trộm chó bị cầm. Để hốt được các ổ trộm chó, phòng cảnh sát hình sự đã phải dày công theo dõi, cầm tình hình, tính toán kỹ càng phương án đấu tranh. Sau khi cầm kỹ tình hình, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thanh Hóa đã lên tiếng giám đốc cho lập chuyên án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Khương Duy Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, phòng cảnh sát hình sự đã tổ chức cầm tình hình, nghiên cứu giết phương thức, âm mưu của các đối tượng để tìm phương án đấu tranh hiệu quả nhất. Chúng tôi đã nhiều lần ra quân tổ chức triệt xóa nhưng chưa đạt được yêu cầu vì các đối tượng quá manh động, có thể gây nguy hại cho người dân, cho lực lượng truy cầm và cho chính phiên bản thân chúng tôi nên đành phải rút quân. Để đảm bảo hiệu quả nhất, an ninh nhất, chúng tôi đã phải tổ chức lực lượng thực tập phương án cầm giữ, chọn vị trí, thời gian, phù hợp nhất với thực tế và đưa ra các tình huống cụ thể, sát thực tế nhất để thực tập. Chính vì vậy, khi tổ chức cầm giữ hơn 30 đối tượng với vừa đủ các loại vũ khí như dao, kích điện, ớt bột. Nhưng không đối tượng nào dám chống trả Thượng tá Lê Khắc Minh, trưởng phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Sau quá trình cầm tình hình, tích lũy tài liệu, ban chuyên án đã xác định trên địa bàn nổi lên một số ổ nhóm tội phạm ăn trộm và tiêu thụ chó quy mô lớn do Lê Thị Phượng, Bùi Ngọc Dương, sinh năm 1984, ở làng Mạc Năm, làng Mạc Quảng Minh, Sầm Sơn và Nguyễn Như Tuấn, sinh năm 1982, trú ở làng Mạc Sáu, làng Mạc Quảng Hùng, Sầm Sơn cầm đầu. Các ổ nhóm này hoạt động tự do với nhau nhưng có điểm chung là đều nuôi con nghiện là các đối tượng trộm chó, trang bị hung khí như dao bầu, tuyếp sắt, kích điện, ớt bột, vỏ chai thủy tinh, xe máy và các dụng cụ, phương tiện để các đối tượng trộm chó sử dụng. Hàng đêm, các đối tượng trộm chó sẽ đến nhà Phượng, Dương, Tuấn để lấy dụng cụ, phương tiện sau đó, cứ hai đối tượng một xe máy rồi khai mạc hành trình. Trên chiếc xe đó, các đối tượng cầm đầu đã đổ đầy xăng, buộc dao, tuyếp sắt, ớt bột, kích điện, gạt đá vào thân xe. Nếu bị phát hiện, các đối tượng sẽ sử dụng để chống trả vòng thoát thân. Theo đó, chúng chia các địa bàn theo tuyến, mỗi cặp một tuyến khác nhau rồi vào các ngõ, làng mạc để trộm chó. Nhằm đánh động chó trong các gia đình, chúng dùng gạch, đá ném vào bên trong để chó chạy ra rồi kích điện, hậu phi chó lên xe, cho vào bao tải phóng đi. Khi trộm được khoảng 5-7 con chó, chúng sẽ trở lại nhà các trùng để nhập, sau đó tiếp tục đi trộm. Như vậy, mỗi đêm, một cặp đối tượng kém cỏi đi 2-3 chuyến, ít nhất một chuyến với số chó trộm được lên đến hàng trăm. Giăng lưới hốt 3 ổ trộm chó hoạt động xuyên đêm. Đêm 14 tháng 9 tức đêm 16 tháng 8 âm lịch, trời không mưa, trăng sáng rõ ràng là thời cơ dễ dãi để phá án. Trước hôm đó, Đại tá Khương Duy Anh, Thượng tá Lê Khắc Minh, Trung tá Mai Anh Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa cùng đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự đã dành nhiều thời gian tính toán thật kỹ càng phương án đấu tranh. Đến tối 14 tháng 9, lần lượt các mũi do thám triển khai quân, én tại các khu vực đã được lựa chọn từ trước. 10 giờ 11 giờ đêm, lần lượt các cặp trộm chó đến nhà các trùng để lấy phương tiện, dụng cụ. Căn hầm Lê Thị Phượng giam cầm chó. Lúc này, trời đã khai mạc khuya, người dân đã dần chìm vào giấc ngủ. Chúng rồ ga phóng như mây trên đường rồi ném đá, khu lắc để kích thích chó chạy ra đường cấn. Khoảng 2-3 tiếng sau, lần lượt các cặp trở về với chiến lợi phẩm nằm im trong các bao tải. Chọn đúng thời điểm đó, đồng loạt các mũi do thám đã ngược vào, cầm quả tang các đối tượng. Tại nhà Lê Thị Phượng, tổ công tác do Trung tá Mai Anh Tiến chỉ đạo đã lập cặp bỗng nhiên nhập vào trong. Khi thấy có người lạ, Phượng định đóng sập cửa nhưng cô ta không thể nhanh bằng các do thám, điều tra viên nhiều ngại nghiệm. Các anh đã khống chế Phượng, người làm thuê cho cô ta là Lê Thị Huệ, sinh năm 1984, trú ở làng Mạc Xuân Phong, Thọ Xuân. Cặp đôi vừa đi về với 5 con chó trong bao tải là Trần Văn Thắng, sinh năm 1984, trú ở làng Mạc Hải Mậu, làng Mạc Thọ Hải, Thọ Xuân và Lại Khắc Hùng, sinh năm 1981 ở Xuân Hương, Thọ Xuân. Ít phút sau, cặp đôi thứ hai đi trộm về gồm Trịnh Mạnh Cường, sinh năm 1993 ở làng Mạc Thọ Hải và Trương Thế Lãnh, sinh năm 1991 ở làng Mạc Tám, làng Mạc Thọ Trường, cùng huyện Thọ Xuân. Cặp thứ ba về muộn hơn đó là Lê Doãn Thành, sinh năm 1985, trú ở khu 1, thành phố Thọ Xuân. Đối tượng đi cùng Thành phát hiện lực lượng công an nên đã bỏ chạy ra cánh đồng trốn thoát. Tại nhà Bùi Ngọc Dương, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã cầm quả tang Dương cùng cặp đôi Cao Văn Tuấn, sinh năm 1993, trú ở làng Mạc Phú Xá, làng Mạc Quảng Đại và Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1995, trú ở làng Mạc Năm, làng Mạc Quảng Đại, Sầm Sơn. Ít phút sau, tổ công tác này cầm giữ thêm cặp đới Văn Cường, sinh năm 1985, trú ở làng Mạc Năm, làng Mạc Quảng Hải và Tô Văn Thanh, sinh năm 1987, trú ở làng Mạc Sáu, làng Mạc Quảng Thái. Tại vị trí thứ ba là nhà Nguyễn Như Tuấn, tổ công tác đã khống chế, cầm giữ Tuấn và hai cặp trộm chó là Đoàn Sĩ Dậu, sinh năm 1989, trú ở làng Mạc 4, làng Mạc Quảng Thái và Diên Đình Hòa, sinh năm 1988 ở làng Mạc 2, làng Mạc Quảng Hùng, Sầm Sơn, Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1991 ở làng Mạc 6, làng Mạc Quảng Giao và Đặng Văn Huy, sinh năm 1987, trú ở làng Mạc Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hóa.
lực lượng công dụng đã thu giữ tại cả 3 vị trí gồm 51 con chó với tổng trọng lượng 650 kg, 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 điện thoại dế yêu các loại, 8 chai ớt bột, 20 xe máy và nhiều loại dao kiếm, 2 bình xịt hơi cay, dây thòng lọng, giỏ chai bia, kìm cầm chó cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Các đối tượng khai nhận đây là tang chứng mà chúng ăn trộm được trong đêm 14, rạng sáng 15 tháng 9 trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn, thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn. Cùng với việc cầm giữ các đối tượng trên, trong đêm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa đã triệu tập hàng chục đối tượng liên quan để lấy lời khai làm rõ ràng hành vi ăn trộm, tiêu thụ tài sản do người khác tội lỗi mà có. Trung tá Lê Trọng Ngọc, quyền đội trưởng đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thành công nhất của bạn bè chúng tôi sau khi phá chuyên án đó là niềm vui của người dân, đặc biệt là hàng chục gia đình khi họ đến nhận chó về. Sau khi cầm giữ các đối tượng, chúng tôi đã làng báo trên hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện làng tin đại chúng để các gia đình bị mất chó đến nhận lại. Nhìn thấy con chó mến của mình, nhiều chủ nhà mừng rơi nước mắt bởi có những con chó đã gắn bó với họ hàng chục năm, họ mến chúng. Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về hành vi ăn trộm tài sản, đồng thời đang điều tra, làm rõ ràng hành vi tiêu thụ tài sản do người khác tội lỗi mà có và các hành vi tội lỗi khác của nhóm đối tượng trên. Thành công của chuyên án không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn mang lại niềm tin cho nhân dân, ngăn chặn, phòng ngừa các vụ án nghiêm trọng khác do các đối tượng trộm chó gây ra và các vụ án đánh hội đồng các đối tượng trộm chó khi người dân cầm giữ được các đối tượng này.